Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Ươm Mầm Vlog lại tiếp tục giới thiệu với các bạn một loại hạt giống mới, đó là hạt giống cà tím dài F1 nhé. Đó, thì trên tay tôi là một gói hạt giống cà tím dài như thế này. Thì tôi sẽ cắt cái gói hạt giống này ra. Xem ở trong gói hạt giống của chúng ta có bao nhiêu hạt. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn về cách trồng hạt giống cà tím dài này bằng hạt nhé. Đây. Nó có khá nhiều hạt các bạn ạ. Đây ạ, 50 hạt, 50 hạt được hơn thì đấy. Đó, tức là từ 50 hạt trở lên. Thế thì cái cà tím là một cái loại quả rất là quen thuộc với chúng ta, đúng không ạ? Nó có cái tác dụng như là phòng ngừa ung thư này, tốt cho tim mạch và kiểm soát tiểu đường rất là tốt. Đó, thì nó cũng là một cái trong những loại thực phẩm mà nó chế biến thức ăn, mà là một loại quả mà để cho chúng ta chế biến thức ăn rất là tốt, đúng không? Thế thì cái hạt của quả cà tím này, này các bạn nhìn, nó khá là cứng nhé các bạn nhé. Đó, khá là cứng và dài. Thế cho nên là trước khi mà các bạn gieo ấy thì các bạn sẽ xử lý cái hạt cà tím này như sau. Các bạn sẽ cho cái hạt cà tím này vào trong nước. Nước thì ở đây không cần phải là nước ấm đâu ạ, nước bình thường thôi, tức là nước lạnh. Thì các bạn sẽ ngâm độ khoảng tầm 24 cho đến 30 giờ. Sau khi ngâm được khoảng tầm 24 đến 30 giờ xong thì các bạn lại vớt ra và ngâm tiếp vào trong 1 giờ đồng hồ nữa với nước ấm độ khoảng tầm 50 độ C thì là các bạn mới vớt cái hạt cà tím này ra. Đó. Tức là cái quy trình của nó cũng khá là phức tạp, nhưng mà các bạn nên nhớ là chúng ta mà ngâm được như vậy thì là thứ nhất là cái vỏ của cái hạt cà tím này nó cũng hút được nước này. Và khi mà chúng ta ngâm ở trong nước ấm ít thì là những cái lấm bệnh này hay những cái con vi khuẩn nó gây nên cái lấm bệnh cho cái hạt của chúng ta thì nó cũng bị xử lý qua cái nước sôi rồi và qua cái nước ấm đó rồi, đúng không ạ? Thế thì sau khi các bạn đã xử lý được cái phần hạt rồi thì các bạn sẽ vớt cái hạt này ra. Đây. Tức là ngâm 24 cho đến 30 giờ bằng nước lạnh rồi sau đó là chúng ta lại vớt ra và ngâm 1 giờ tiếp bằng nước ấm 50 độ C thì rồi bắt đầu chúng ta lại vớt ra và ủ vào khăn ẩm. Tôi quay thế này để cho các bạn biết chứ không phải là có nhiều bạn thì lại hỏi tôi là sao em nhìn thấy chị làm hay là tôi nhìn thấy bạn làm nó dễ thế. Tôi quay để cho các bạn biết là đấy là cái quá trình để trồng cái loại hạt giống đó là như vậy đó. Thế còn nó ứng như thế nào thì các bạn phải trồng, rồi các bạn thử nghiệm thì các bạn mới biết được chứ. Bây giờ cứ hỏi tôi thì đương nhiên là cái mà để mà cho hạt giống lên thì là nó vẫn bảo đảm, nhưng nó còn dựa và phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, ví dụ như là cái nhiệt độ của các bạn nó có ổn định được hay không, hay là cái độ ẩm của phần đất các bạn có luôn luôn giữ được độ ẩm hay không, hoặc là cái ánh sáng hay là cái khí hậu đó thì vân vân, nó rất là nhiều cái để các bạn có thể là dựa vào đó, rồi các bạn rồi phần đất nữa, rồi cái cách chăm sóc của chúng ta đó. Thế thì sau khi mà các bạn đã cho vào khăn ẩm thì chúng ta sẽ ủ như thế này. Thì các bạn ủ cho đến khi mà hạt của chúng ta nó lướt lanh thì bắt đầu các bạn sẽ cho vào phần đất để chúng ta sẽ cho hạt vào để chúng ta ươm. Thế thì đất ở đây các bạn có thể sử dụng bằng viên nén như thế này, hoặc không thì các bạn sẽ trộn với cái giá thể đất, như là đất ở đây nó phải là đất tơi xốp đó, hoặc không thì các bạn sẽ mua cái sẵn cái phần đất, nó là đất sẵn ở bên ngoài chỗ các cái cửa hàng người ta bán cây cảnh và các loại giống cây thì là người ta cũng có bán sẵn đất cho các bạn, thì là các bạn có thể ra đấy mua đất, rất là dễ mua và rất là sẵn. Thế thì nếu không thì nhà các bạn mà có đất sẵn thì các bạn sẽ trộn tỷ lệ đất theo một cái tỷ lệ là đất phải là đất tơi xốp và giàu mùn, rồi sẽ trộn với cái phân trùn quế hay là phân bò hoai mục đó, và sơ trấu rồi vỏ trấu rồi sơ dừa vân vân, thì là các bạn sẽ trộn lên với một cái hỗn hợp là một cái giá thể để chúng ta có thể là gieo hạt vào đó, hoặc không thì các bạn rất là có nhiều cách để các bạn có thể sử dụng cái phần giá thể mà chúng ta sẽ gieo hạt và trồng cây vào. Thế thì cái viên nén sơ dừa này thì là một cái mà tiện lợi nhất để cho chúng ta có thể là trồng cây hoặc là ươm hạt. Một cái viên nén sơ dừa này các bạn có thể cho vào 1 đến 2 hạt giống để cho thứ nhất là có những hạt thì nó sẽ bị chẩm, có những hạt thì nó sẽ mọc lên, thì một cái hốc này thì chúng ta sẽ được 2 cây, hoặc không thì chúng ta chỉ được 1 cây thôi, đúng không ạ? Thế thì chúng ta cũng nên phòng ngừa cái phần là nó bị chẩm, nó không mọc lên được. Đó, thế thì sau khi mà ngâm với nước như thế này rồi, đây thì cái viên nén của tôi nó đã nở ra rất là to. Đó, với cái kích thước ban đầu thì nó rất là nhỏ, nó chỉ độ khoảng thì tầm độ một lửa của đốt ngón tay thế này thôi. Thế nhưng mà khi nở ra thì nó này, các bạn nhìn này, nở ra rất là to, đúng không ạ? Đấy. Cái viên nén sơ dừa này nó rất là bảo đảm để cho chúng ta ươm hạt và giống cây. Thế sau khi mà các bạn đã để cho cái hạt của chúng ta lướt lanh ra rồi thì các bạn sẽ cho cái hạt giống đó vào trong cái phần miệng của cái viên nén này. Cái viên nén sơ dừa này nó thoát nước rất là tốt, nó không bị ngập úng gì cả, cho nên các bạn cứ yên tâm một điều là không bị úng nước. Thế sau khi mà các bạn đã cho hạt giống vào cái viên nén này rồi thì nó vẫn còn ẩm, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ cho vào trong cái phần cái chỗ râm mát của nhà chúng ta. Thì các bạn có thể cho vào chỗ nhà vệ sinh, hoặc là chúng ta sẽ làm một cái mái che cho cái viên nén này. Các bạn hàng ngày sẽ thường xuyên kiểm tra xem cái viên nén này của chúng ta nó có khô hay không. Nếu nó khô thì các bạn sẽ sử dụng bằng cái bình xịt tới phun sương, để chúng ta sẽ xịt vào cái viên nén này để cho cái viên nén này nó ẩm, thì nó sẽ tạo điều kiện cho cái hạt giống của chúng ta nó sẽ nảy mầm nhanh hơn. Các bạn độ khoảng khi mà cây của chúng ta mà nó lên được khoảng tầm 5 đến 6 lá là lúc này các bạn có thể chuyển cái cây con của chúng ta sang bên một cái chậu mới, hoặc là vào cái thùng xốp mà chúng ta sẽ định trồng ra. Thì cái khoảng cách của cái cây gà tím này thì là bởi vì cái tán lá của nó xòe ra rất là rộng, và những cái lách lá, những cái chồi lá lách của nó ra những cái hoa, rồi là những cái mầm chồi rất là to, thì các bạn có thể trồng với cái khoảng cách tầm khoảng 30 đến 40 cm một cây, thì là để cho nó thứ nhất là nó lớn lên thì nó có cái ánh sáng và có cái không gian để nó quang hợp, nó sẽ tốt hơn. Cái thứ hai là để cho nó có cái không khí, là nó sẽ cho ra hoa và quả chúng ta sẽ nhiều hơn và to hơn. Thì trong cái quá trình mà các bạn chuyển cây như vậy thì các bạn nên lưu ý là chúng ta chuyển vào cái cây vào cái trời mát, vào ngày trời mát trời, và các bạn sẽ khi mà chuyển cây xong thì các bạn sẽ tưới nước, và chúng ta sẽ che cái cây con của chúng ta trong vòng 1 tuần để cho cái cây của chúng ta nó cứng cáp đi. Thì khi đó thì chúng ta có thể chuyển cây của chúng ta ra ngoài bên ngoài lơi có nhiều ánh sáng. Thì khi mà cấy được 1 tuần rồi thì các bạn sẽ tiến hành cái bón nót bằng cái phân bò, hoặc là phân trùn quế, hoặc là phân hữu cơ, tức là những cái phân mà bảo đảm, thứ nhất là bảo đảm về cái vấn đề an toàn vệ sinh, thứ hai là để cho cây của chúng ta cũng như là không ảnh hưởng đến môi trường, đúng không ạ? Nó không có tác động hóa học của những chất hóa học ở trong môi trường của chúng ta, nó sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của con người chúng ta. Thì cứ 10 đến 12 ngày các bạn lại bón thúc 1 lần phân như vậy. Thì cái nhiệt độ để mà cây của chúng ta chăm sóc tốt là từ trên 21 độ C cho đến 30 độ C là một cái nhiệt độ hợp lý, thích hợp nhất để cho cây của chúng ta sinh trưởng và phát triển tốt. Thì các bạn nên gieo cái cà tím dài này vào mùa hè thu, và không nên gieo vào mùa đông, bởi vì mùa đông nó rất là giá lạnh, rất là buốt. Chúng ta mà gieo xuống thì cây nó sẽ rất là chậm phát triển, mà có thể sẽ bị chết nữa. Đó. Thì cái thời gian thu hoạch của cái cây cà tím này là khoảng tầm từ 60 đến 70 ngày, hoặc có thể là chậm hơn. Tức là tùy vào cái nhiệt độ và khí hậu mà chúng ta trồng, gieo nó có thích hợp và phù hợp với cái hạt giống của chúng ta hay không. Thì các bạn có thể thu hoạch sớm hơn. Thì các bạn lưu ý là chúng ta không nên thu hoạch nó quá già. Như thế thì cái quả chúng ta ăn nó sẽ mất ngon hơn, đúng không ạ? Như tôi cũng vừa mới chia sẻ với các bạn về cái cách mà trồng cà tím dài bằng hạt như vậy. Vậy thì cũng qua cái video này tôi cũng mong các bạn có thể trồng được cái có những quả trái cà tím rất là ngon và lành và bổ cho gia đình và sức khỏe của chúng ta. Ươm Mầm Vlog xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video và những sản phẩm mới tiếp của chúng tôi.